Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ solo squad chế độ FPP góc nhìn thứ nhất nha. Dạo trước thì chỉ dám bắn solo 1v1 thôi. Bây giờ thì 1v4 à. Ok, mà mình sẽ nhảy vào khu biệt thự nhá. Cái khu này thì các bạn nhảy vào clear xong ấy thì cứ xác định đi ra là full đồ và không thiếu cái gì cả. Tùy từng game thôi. Lâu lâu các bạn xui lắm thì không đủ đồ, còn trung bình thì sẽ là đủ. Ok, có người đi theo cùng, hình như là hai thằng. Ui dồi ôi, tao xuống đầu tiên nha. Thôi xong rồi. Đâu rồi? Lại đi, lút đồ này. Summer. Hello bạn Summer. Có mỗi khẩu S12K thế này. Ui rồi ôi, không đúng lại được rồi, mình sẽ đẩy gần. Đây này, ui rồi ôi, lầy đi. Ok, có thêm khẩu AK nữa, tuyệt vời. Ui rồi ôi, cái gì đây đông vậy? Chạy à? Chạy đâu? Lầy thì chạy lầy. Úi dồi ôi, trong cái phòng này nó nhiều súng đạn ghê á. Thế mà mình không chạy vào. Không sao. Ok, clear team. Bọn này cũng chả có gì. Đông thế. Ui, 3 viên không nốc kìa. Trâu vậy. Ý, headshot nha. Lầy thì nấp này. Bò đi đâu. Ok, gặt giò được một thằng rồi. A hi hi, ném khói làm cái éo gì vậy, bạn chết rồi còn ném. Lầy thì ném này. Ui dồi ôi, nó thấy rồi, căng nha. Ok fine. Gần hết đạn SKS rồi. Tiếc quá. Úi dồi ôi, cái thằng này trên nóc nhà có cái đồ gì ngon vậy? Nó quyết tâm nó vẫn quay lại lên lấy đồ ạ. Đùa. Úi dồi ôi, gắt vậy. Ăn gì mà gắt vậy rồi? Có cái địt mệnh rớt xuống đây nữa.
Ui dồi ôi, được, hay lắm. Ok. Vâng, bạn là nhất rồi. Bắn bể hết cả giáp. Không trúng đầu mà trúng giáp mới cay. Thôi không chơi nữa. Nghịt ngu thế đủ rồi. Vâng, gạt giò được một thằng là vui rồi. Bye bye nha. Nghe tiếng chân đẩy lên này. Cái gì cơ? Đẩy lên giết tao á? Nà ní? Còn nữa không? Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Bơi hết vô đây. Con này. Ok. Ui dồi ôi. Mới giết tìm nó một thằng thôi. Hai thằng nó cay lắm cơ. Ok. Bay hết giáp ba của nó rồi. Phí quá. Cái gì đây em không nhặt được. Sai lần. Đúng rồi, biết ngay mà. To to dài dài thì kiểu gì cũng là sai lần của sniper. Ok. Nhiều đồ quá, không nhặt hết anh em ạ. Bọn này shipper chân chính. Quyết tâm ship cho bằng được cơ. Ui dồi ôi, thằng này máu không có nhưng nước thuốc ở mắt đầy. Nhiều đồ quá. Úi dồi ôi. Rosa giáp 3 cũng được. Nhưng hơi ít đòn bẩy một tí. Ok. Tầm này đủ chiến rồi. Chúng ta sẽ vòng lên đây để cam thế nhá. Gốc cam cực kỳ tuyệt vời. Ngay trên luôn. Ơ bọn này tinh mắt thế. Này thì có bộ cỏ rồi còn tham thính này. Bộ cỏ chắc chắn là có thứ gì ngon đây này. M24. Thơm thế. Mũ ba nữa. Cái đậu xinh. Từ từ nào. Chưa lút được khẩu M24 rồi. Phí quá. Mới nhặt được cái 8x thôi. Mũ 3. Mấy con lợn này. Tiếc quá, khẩu M24 vẫn chưa lấy được anh em ạ. Chắc mình phải hạ cái bọn này để lấy M24. Cái đệt. Bắn hay vậy ba. Ơ thật là bọn này hay à. Vai trưởng. Cái kính nó mờ mờ thế kia mà nó cũng nhìn qua được.
Ui rồi ôi, sao nó biết được mình ở đây ta? Vô lý. Lầy thì bắn tao này. Mày tin mắt bố mày cũng tin vậy. Bò đi cưng. Thấy mẹ rồi. Chắc là mình phải di chuyển lên bên kia để bắt cái bọn trên đồi. Đứng yên xem nào. Bọn trên đồi như là cái team của cái thằng bộ cỏ với lại M24. Bắn rất là gắt, khiến bọn trong nhà sấp mặt lờ. Mà cái bọn trong nhà nó cay mình như sao ấy, nó cứ để ý mỗi mình thôi, nó không bắn cái team lên đồi. Sợ thật ý. Ủa, thính đâu ra hay vậy? Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ vòng lên trên đồi để bắt cái bọn lên đồi, lấy khẩu M24. Đây rồi, nghe tiếng chân này. À, bay nhảy. Hai thằng. Mình sẽ kiếm cái góc để knock được cả hai thằng nhé. Double kill. Nấp cái gì? M24 là của tao nhá. Chúng mày tuổi gì đời đấy M24. Thiếu đạn bảy ghê á. Ok. Tuyệt vời. Mà hình như mình còn quên cái thứ gì ấy nhỉ? Đúng rồi, bộ khí. Quên. Chúng ta vẫn chưa lấy được cái bộ khí. Đây rồi, ok. Té thôi. Bye bye nha. Mình đi đây. Cái đệt. Bọn này bắn hay thế. Được. Chạy thôi. Tìm nó đông hơn. Đối với pro thì chúng ta sẽ kiếm những cái góc nào lợi cho mình. Định mệnh bọn này bắn nhau căng vậy.
Rồi, bị ốp nóc rồi. Ghê đấy. Nhìn cái gì? Có phải tao nóc đâu. Tao chỉ là thằng KS thôi. A hi hi. Chắc mình sẽ phải di chuyển vào bo thôi. Đối với những cái bo bé như thế này thì tốt nhất các bạn nên chạy vào bo sớm và chọn cho mình những cái gốc bo đẹp để có thể bắn tốt hơn. Đây là điều dĩ nhiên của cái game sinh tồn này mà. Ai có cái gốc đẹp thì đấy là người thắng thôi. Nhưng phải chọn được cái gốc đẹp nó mới khó. Còn tùy thuộc vào mỗi người thích chọn những cái gốc như thế nào. Như mình thì sẽ chọn những cái nơi có cái những cái chỗ backup tốt. Và đừng quên còn một yếu tố nữa là cũng phải bắn tốt nữa nhá. Ngồi uống nước này. Ui rồi ôi, vẫn ngoài bo. May quá, vẫn còn nhà trong bo. Và bo tiếp theo thì là ngoài rồi, nhưng cũng gần mình. Không sao. Trận này chúng ta nên lưu ý là có thằng cầm AWM. Cái khẩu đấy thì bắn rất là ghê, một viên vào đầu là knock nhá. Nên hãy cẩn thận, tại vì mũ 3 cũng không có thể giải quyết được cái điều gì. Thanh niên bắt đầu chạy dần vào bo rồi, tại vì ở ngoài bo này. Lấy xe đi bạn ơi. Ơ kìa. Vai. Nó chạy lại xe lút đồ ạ. Một viên rồi. Lò giò này. Ok, knock out. Nhìn cái gì? Ơ phải di chuyển nó bo thôi. Bo khép rồi. Còn 6 người nữa. Định mệnh cái thằng 1000m bao tu gì gì đấy, cầm ốp kìa. Nó giết sạch luôn rồi. Hay vậy. Nhìn này. Bình tĩnh bạn ơi. Làm gì mà căng. Úi dồi ôi. Vãi. Nhìn cái tâm của Groza kìa. Chọc mù mắt tôi đi. Hai thằng trên đồi. Ủa thế bọn này một team à. Một team. Bốn. Cố lên còn thằng cuối này. 1 cân 4 à. 1 cân 4 à. Chết bà mày đi. Ok. Ngon. 1 cân 4 solo FPP. Tuyệt vời.